Bà ơi, tôi sẽ đi là để đưa tiếng mùa thu vào trong giấc mơ buồn ba. Sau một chiều nào bà có dừng chân mới quên là sân bãi, dừng lại phút giây hoài niệm một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, có phút giây nào bà tưởng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề hẹn ước, rồi xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. À, chào cô bác anh chị. Thì đứng trước mặt, đang ngồi trước mặt của Bùi Hồ đó là nghệ sĩ Ngọc Thật. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Hôm nay em tìm đến cái anh vì cái tài của anh. Và không anh có một cái không may trong cái sự nghiệp của mình, anh có thể chia sẻ cho em. Xin chào quý khán giả, xin chào em Bùi Hồ. Thì Ngọc Thật rất là nhìn hạnh khi hôm nay được trò chuyện với em. Thì Ngọc Thật xuất thân từ một cái nghệ sĩ cải lương. Lúc mà Ngọc Thật 15-16 tuổi là Ngọc Thật đã theo đoàn cải lương rồi. Nhà thì nói chung là cũng có cái nôi, thì Ngọc Thật đi hát sớm. Thì sau nhiều lần đi theo đoàn này đoàn kia, thì năm 27 tuổi thì Ngọc Thật đã gặp cái sự cố ngoài ý muốn trong khi đang diễn trên sân khấu. Thì Ngọc Thật kéo dây bay, đang diễn bay thì Ngọc Thật đã bị sân khấu ngã và làm Ngọc Thật chạm điện và làm điện giật và ngoại tử, cắt bỏ cái tay. Và còn tay là thì rất là yếu, thì còn cái gì cũng biết rồi. Thì Ngọc Thật cũng từ đó Ngọc Thật cũng không có nản chí và tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Sau nhiều cuộc thi, Ngọc Thật cũng đạt được những thành tích. Và sau đó khán giả đã biết đến, thì Ngọc Thật cũng vui và tiếp tục con đường nghệ thuật của mình tới bây giờ. Lúc mà anh bị thương đó anh, vậy thì lúc đó là anh đi diễn ở đâu? Lúc đó anh diễn ở Cà Mau. Ở Cà Mau. Thì lúc đó mà anh đi có người thân không, đi theo không, hay là chỉ mình anh đi thôi? Không em, tại vì là mình là ngày xưa là mình một cái diễn viên hợp đồng cho đoàn tỉnh đó. Thì lúc đó thì anh hoạt động ở đó dưới, thì thật sự đi chỉ có mình thôi. Và bạn bè cũng đồng nghiệp thôi. Sau khi bị tai nạn thì mình như thế nào anh? Sau khi bị tai nạn thì quý vị cũng biết cái đó, thì một người bình thường nó giống như một cái hố mà mình đi mà mình không thấy, nó sụp xuống rồi mình làm sao mình phải đi lên được. Cái điều đó rất là quan trọng. Và quý thay là Ngọc Thật cái nghị lực rất là kiên cường và không buông xuôi tất cả để đi bước tiếp con đường của mình. Thì quý vị cũng rất là trong gai, mà thời gian đó thì Ngọc Thật trải qua rất là nhiều thăng trầm. Quý vị cũng biết rồi, thì khi mà bình thường thì nó không nói, bây giờ nó bị mất cái tay rồi, tay yếu rồi, sinh hoạt cá nhân cũng rất là khó, và tiến ra tiến vào bạn bè thì không có còn ai bên cạnh mình nữa, trong khi nghề nghiệp của mình thì nó phải quản lại một thời gian rất là dài. Và lúc đó Ngọc Thật rất là chán nản và tuyệt vọng, tính là con đường là chết cho sớm để mà chứ nó khỏe bản thân mình. Nhưng mà quý vị biết là không phải chết là dễ. Thì sau đó Ngọc Thật được và nhận vào một cái trung tâm khuyết tật ở Sài Gòn. Thì Ngọc Thật hy vọng ở đây là để Ngọc Thật nương tựa, và có những em khuyết tật thì Ngọc Thật dạy cho hát và diễn. Thì ở đây hoạt động, Ngọc Thật hoạt động cũng 2-3 năm, 4-5 năm, một thời gian cũng khá dài.
thì Ngọc Thật thấy thời gian nó ngắn quá, ở nó phí quá, thì Ngọc Thật xin giám đốc trung tâm đã cho Ngọc Thật ra ngoài học văn hóa. Và học văn hóa xong rồi Ngọc Thật lại tiếp tục học vào cao đẳng để có cái nghề trong tay, để trong tay mình sinh hoạt bản thân hàng ngày của mình sinh sống. Nhưng mà sau đó đúng là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề, thì sau đó Ngọc Thật học có cái bằng cấp rồi Ngọc Thật đi xin việc làm không ai nhận hết. Người đó là khuyết tật này khuyết tật nọ rồi chậm chạp này kia rồi này kia, rất là buồn. Trong khi Ngọc Thật là bị nó tay chân như thế này thì cần có người an ủi, mà thật chứ họ không có an ủi mình mà họ còn nói những câu rất là đau lòng. Thì sau đó Ngọc Thật đi hát, đi xin những cái nhà hàng hát, nhà hàng để hát lại. Thì sau đó Ngọc Thật có một cái anh kia là khiếm thị, Ngọc Thật dắt anh đó hát những cái chòi mà tum ở trong nhà hàng á, để họ bo những cái đồng tiền mà họ thấy mình thích hát được thì họ hay thì họ bo. Thì sau đó nhiều bữa mà khách viết khách đàng hoàng thì họ bo cho mình ăn uống này kia đồ ở đàng hoàng, còn những khách mà không đàng hoàng á, họ lúc mà họ vui thì họ nói hát đi chút bo này kia đồ mình cũng vui, khi mà hát xong họ say xỉn thì họ không trả tiền và họ chê mình dở này kia rồi tập này tập nọ rồi kiếm thị này kiếm thị nọ đợi dở hát dở này kia, hát gì mà kiếm tiền cái gì, có khi họ xối bia đầu mình luôn rồi hắt bia vô mặt mình luôn. Đó là một điều mà Ngọc Thật ở đây chỉ có những người mà cũng tập Ngọc Thật thì mới cảm nhận được điều đó. Vì con người với con người họ chỉ biết là cái lợi ích thôi, còn cái mặt trái và mặt của họ thì họ không nhận ra đó. Thì sau lần gì thì học Ngọc Thật thấy cái nghề hát nó bạc bẽo quá, không có đi hát nữa. Thành ra nhờ bây giờ có cái bằng rồi, bây giờ mình đi xin về quê xin việc làm, thì cuối cùng xin việc làm họ không nhận, họ nói mình học cao đẳng thì bây giờ lại đòi là đại học. Và thành ra buồn quá, không biết làm gì, đi về quê sống một thời gian rồi thì quay quán sống thời gian cũng không có làm được. Thành ra bây giờ lên Sài Gòn không biết làm gì, thì biết sao cuộc thi mà đường đứng lên cao phụng cậu thì và những cuộc thi tài tử thì họ lại biết đến mình, và những anh em đồng nghiệp cô bác mới khuyên đi hát lại đi, tại vì bây giờ không làm gì thì đi hát lại, hát từ thiện cũng được, hát hồi nhớ cũng được, không cần tiền cũng được đó. Thì ra bây giờ từ từ hát, bây giờ họ lại biết mình thì kêu mình đi hát lại. Tuy là hát những tuy là lên sân khấu hát nó không còn cái ngoại hình như ngày xưa nữa, nhưng mà mình thấy vui bằng cái nghề của mình, bằng cái nghề của mình nha. Mình vui là mình được đem lời ca tiếng hát của mình để mà quý vị khán giả. Xin lỗi anh năm nay là bao nhiêu tuổi ha? Anh là năm nay là sinh 81, hôm nay anh là tuổi mình là 39, tuổi đây là anh bị tai nạn năm 27 tuổi, cũng đã 12 năm. Lúc mà em nghĩ như thế này, lúc mà anh là một cái người ca sĩ mà còn lành lặn chưa khuyết tật, anh đi hát ở diễn ở tỉnh thì anh hát những bài hát anh thích, chủ yếu là anh thích rồi anh hỏi khán giả thích nghe anh hát bài gì, anh hát bài đó. Rồi sau khi anh khuyết tật thì cái khán giả người ta lại giống như là một phần người ta lại chê bai mình, giống như là người ta không có xem mình như lúc trước nữa, là mình chỉ hát theo ý của người ta thích chứ không hát theo ý của mình thích. Vậy thì lúc đó cái cảm giác anh như thế nào? Thì lúc đó anh rất là hụt hẫng, khi mà thì nó là thời thế nào nó cũng có cái sự đổi thay, và con người cũng phải đổi thay bằng sự mong muốn của vị khán giả, nó nhiều khi nó cũng bị lệch đi, nó cũng phải thay đổi mới mới tinh thần mà. Thì mình cảm thấy mình buồn. Và trước đây thì Ngọc Thật rất là thích cái người mà thằng Cường đó là chú Minh Cảnh, thì họ Ngọc Thật hát đi đâu hát cũng giống Minh Cảnh hết. Thì thành ra họ nói như hát giống Minh Cảnh, nhưng mà thật chất như là cái bóng của họ thôi. Thành ra Ngọc Thật không thấy cũng buồn, mà mình thấy mình hát giống thần tượng mình cũng vui, nhưng mà thật chất họ không chấp nhận đó. Thì thành ra mình mấy năm nay mình chỉ mượn cái bóng người ta mình đi hát thôi, chứ mà không của mình. Thì bây giờ mà Ngọc Thật sẽ lựa chọn một cái làn hơi và thật của mình, mà cũng lấy của họ, nhưng mà mình lấy riêng về cái bản
cái đầu hàng của họ mình lấy lên cho không lấy lại hết được. À, vậy bây giờ anh có thể tặng cho em và quý khán giả, anh nói là trước đây thì người ta coi anh giống như là cái bóng của chú Minh Cạnh, anh hát giống vậy, anh có thể tặng cho em cũng như là quý khán giả nghe được một cái câu dòng cổ cho anh hát giống chú Minh Cạnh được không anh? Dạ thì quý khán giả thì lâu rồi ông Thành cũng không hát lời giọng hát của chú Minh Cạnh, nhưng hôm nay thì ông Thành hát nó có thể là giống phần nào cho Thành chắc không phải là nguyên khi được, dù sao đi chăng nữa nó cũng là một cái bản sao thôi. Dạ. Thì để Ngọc Thật sẽ hát một cái bài mà có thể là ai cũng biết đó là chiếc đoạn cải lương máu nhộm trong chùa. Trong cái đoạn cuối với lại lời thầy. Ừ. Ngọc Thật sẽ hát có thể là hát sử dụng cổ hoặc là hát một câu, nếu mà Ngọc Thật sẽ hát thuộc tại lâu quá không hát. Dạ. Thưa bà, tôi là một kẻ miền xa xôi lắm, đạp xuống hàng gió tuyết trở về đây để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về ngãn nơi hòa hẹn cũ, thì mới hay người con gái ấy đã sang ngang. Bà ơi, tôi sẽ ra đi là để đưa tiếng mùa thu vào trong giấc mơ buồn ba. Sau một chiều nào bà có dừng chân mê quang là sân bãi, dừng lại phút giây hoài niệm kia đăng trần. Tôi sẽ một cuộc sống bơn trời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, có phút giây nào bà tưởng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề hẹn ước, rồi xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Nói chung là giọng hát anh quá hay luôn.